tạng là các bộ phận bên trong của động vật như gan, thận, tim, dạ dày. Đây là loại thực phẩm có hàm lượng calo tương tự như thịt nạc, từ 100 đến 150 calo mỗi 100 gram. Chúng có cùng hàm lượng protein khoảng 16 đến 22% trọng lượng, trừ não và tủy, và hàm lượng chất béo tương tự, trung bình từ 5 đến 7%, chủ yếu là chất béo bão hòa và lượng cholesterol rất cao, muối vô cơ hay vitamin đều rất phong phú. Rất nhiều món ngon được chế biến hấp dẫn từ nội tạng động vật như lòng luộc, gan xào, dạ dày nướng, có giá trị dinh dưỡng cao. Tuy nhiên, thực phẩm này cũng lại tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây bệnh nguy hiểm. Trước hết, bản thân các loại nội tạng động vật dù giàu dinh dưỡng nhưng lại chứa những thành phần không có lợi cho sức khỏe. Do chứa lượng chất béo bão hòa và cholesterol cao hơn so với thịt, nên nếu tiêu thụ nhiều sẽ làm tăng mỡ máu, có hại cho tim mạch. Đặc biệt, đối với người cao tuổi, người béo phì và người mắc bệnh rối loạn chuyển hóa, tiểu đường, huyết áp cao, gút, bên cạnh đó, nội tạng động vật không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ nhiễm các vi sinh vật như vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, giun, sán, gây bệnh sang người. Cụ thể, mô hệ thống thần kinh có thể bị nhiễm bệnh não sốt bò, bệnh bò điên, nếu ăn ốc bò không rõ nguồn gốc. Đây là những cái thực phẩm mà rất nhiều cholesterol, thì chúng tôi khuyên là người trưởng thành hay người cao tuổi thì chúng ta không nên ăn thường xuyên. Ví dụ các bạn rất là thích ăn phụ tạng động vật thì ví dụ một tháng bạn ăn một bữa thì không có vấn đề gì, nhưng mà chúng ta lại ăn thường xuyên á, lại nghiện ăn phụ tạng động vật thì vấn đề là trong đó nhiều cholesterol thì nó sẽ gây đến cái tình trạng là mỡ máu cao. Và mỡ máu cao thì dẫn đến là vữa xơ động mạch, thì các bạn có thể dẫn đến vấn đề là dày những cái lòng tiểu động mạch hay động mạch nó bị nấp đầy bởi lượng cholesterol rồi các cái mảng vữa xơ, thì sẽ gây ra các biến chứng rất là nguy hiểm. Đấy, chúng ta thấy rằng những cái cơn đau thắt ngực đó là do các cái tiểu động mạch của vành tim nó bị thắt chặt, nó co lại, nó có máu nó có lưu thông không tốt, hoặc là thậm chí nặng hơn thì các bạn có thể gây ra các cái biến cố về tim mạch, thậm chí là tử vong. Cho nên chúng ta thấy rằng có những tình trạng những người mà mỡ máu cao, nhất là các cái mỡ mà những cái động mạch mà nuôi dưỡng tim nó bị dày, các cái mảng vữa xơ động mạch phải đi phẫu thuật và đặt các cái đi nội soi để đặt các cái stent để mà chống được tắc các cái tiểu động mạch vành tim ấy, rất là nguy hiểm sức khỏe, thì tôi khuyên là các bạn không nên ăn thường xuyên. Lòng lợn là một món khoái khẩu,
mà nguyên liệu mua lòng thì ở trên thị trường rất là nhiều, thế nhưng mà cũng không phải là bạn nào cũng biết cách chọn và mua. Thế hôm nay thì tôi cũng sẽ giới thiệu với các bạn cách chọn lòng. Chúng ta chọn lòng để luộc thì các bạn nên chọn lòng xe điếu. Lòng xe điếu nó đặc, nó có màu trắng hồng ở bên trong, nó đặc, nó có cái chất dẻo chứ nó không bị rỗng và nó không có cái màu vàng. Nếu mà có cái màu vàng đấy, nó có cái nước tiết dịch của mật ra thì nó sẽ bị đắng, thì các bạn nên lưu ý là chọn cái màu trắng hồng. Khi luộc thì sơ chế lòng thì các bạn sẽ ken cho cái phần chất bột ở trong lòng nó ra hết, và chúng ta cho một chút bột mì và muối vào và các bạn sẽ rửa. Chúng ta rửa bột mì và muối để làm cho các cái chất dính và các cái mùi hôi ở lòng nó đã hết đi. Đấy, và nó muối thì để sát trùng cho sạch. Thế ngoài ra xong thì chúng ta sẽ vắt một ít chanh, nước cốt chanh hoặc là giấm để cho lòng nó được trắng và giòn. Thế khi các bạn rửa lại sạch đi và chúng ta sẽ luộc. Khi luộc lòng thì các bạn sẽ chuẩn bị cho một bát nước lạnh để bên cạnh. Khi lòng thì nước sôi thì các bạn sẽ cho lòng vào. Chúng ta luộc nước sôi lại thì các bạn vớt ra. Đấy. Thì chúng ta nhúng luôn vào bát nước lạnh để cho lòng nó được trắng và giòn. Khi luộc thì các bạn có thể là đập một nhánh gừng. Chúng ta có cho một chút gia vị vào cho nó đậm đà vậy. Vâng, chứ không nên cho gì nhiều quá thì cái lòng nó không được trắng. Từ nội tạng động vật nói chung và lòng lợn nói riêng có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau và cũng rất ngon miệng. Tuy nhiên,
Để đảm bảo sức khỏe, khi ăn nội tạng động vật, bạn cần phải có những chú ý kỹ lưỡng. Cụ thể là chỉ ăn nội tạng động vật có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng hoặc mua ở những cơ sở uy tín. Khi mua về, cần phải chế biến đảm bảo vệ sinh rồi nấu chín kỹ. Để thực phẩm đã chín ở nơi sạch sẽ và cao ráo, không bị ô nhiễm hoặc có thể lây nhiễm từ các thực phẩm bẩn khác sang. Thực phẩm đã được chế biến chín và thực phẩm còn sống cần phải để riêng biệt. Theo khuyến cáo từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia, vẫn có thể ăn nội tạng động vật, nhưng chỉ ăn ở mức độ vừa phải. Cụ thể là người trẻ tuổi nên dừng lại ở mức 2-3 lần một tuần, khoảng 50-70 gram một lần. Trẻ em thì chỉ nên ăn 2 lần một tuần, khoảng 30-50 gram một tuần. Đối với những người già, người thừa cân, béo phì, rối loạn mỡ máu hoặc mắc các bệnh tim mạch thì nên hạn chế và tốt nhất là không nên dùng các món ăn chế biến từ phủ tạng động vật vì hàm lượng cholesterol ở trong những thực phẩm này rất cao.